Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh tin mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Thưa quý vị, tối thứ Ba vừa qua, thành phố Tô Châu, Vũ Hán liên tiếp xảy ra thời tiết dị thường, lốc xoáy đột nhiên ập đến. Trong đó, cảnh tượng tại Giang Tô như bị tấn công bằng bom sau khi lốc xoáy cấp 17 cuốn qua. Đến chiều thứ Tư, hai khu vực Giang Tô và Vũ Hán có tổng cộng 16 người tử vong, 492 người bị thương. Không ít người dân địa phương trên Weibo cho biết chưa từng thấy lốc xoáy nào lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. Giang Tô như bị bom tấn công sau khi lốc xoáy cấp 17 đi qua. Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc đại lục, khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối thứ Ba, một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền trấn Thịnh Trạch phát đi thông báo hôm tối thứ Ba cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một phần khu vực trấn Thịnh Trạch chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy, một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà ở bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá, cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công bởi bom, nóc nhà bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương, nghiên cứu phán đoán ban đầu lốc xoáy cấp độ EF3, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất lên đến cấp 17. Có cư dân mạng hình dung khi đó như hiệu ứng đặc biệt trong phim, lần đầu tiên nhìn thấy lốc xoáy cấp độ này thật đáng sợ. Chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến thế. Chớp rất sáng, không dám ra ngoài, trái đất bị bệnh rồi. Đến 5 giờ sáng thứ Tư, thảm họa đã khiến 8 người ở Tô Châu tử vong, 168 người bị thương. Lốc xoáy cấp 9 tấn công Vũ Hán, ít nhất 14 người thiệt mạng. Lốc xoáy lần này không chỉ tấn công Giang Tô, quận Thái Điện và quận Kinh Khai, thành phố Vũ Hán cũng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy vào lúc 8 giờ tối. Trong thời gian này còn có mưa đá, một số nhà cửa trong thôn bị hư hại, lượng lớn cây cối bị gãy, một số lán trại bị đổ. Có nhiều người cư trú lâu năm tại địa phương cho biết chưa từng thấy lốc xoáy lớn như thế này, vô cùng đáng sợ. Cũng có người chia sẻ tình hình lên mạng xã hội Weibo. Từ câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi vẫn còn. Một người dân bị thương nhẹ cho biết khi xảy ra lốc xoáy, anh đang xem TV trong nhà, đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó lốc xoáy đến, ngói trên nhà toàn bộ đều rơi, toàn bộ nhà đều bị gió cuốn đổ. Người phải bò từ bên trong ra. Đến 3 giờ sáng thứ Tư, Vũ Hán có ít nhất 10 người thiệt mạng, 310 người bị thương. Có 35 trên 85 hộ dân có nhà bị đổ, 150 trên 400 căn nhà bị hư hại, 41.000 người hứng chịu thảm họa. Thượng Hải liên tiếp phát đi cảnh báo cấp 4, An Huy cũng bị ảnh hưởng. Cũng trong khoảng thời gian trên, thành phố Thượng Hải xuất hiện thời tiết đối lưu tương đối mạnh như sấm chớp, mưa gió lớn. Đài khí tượng Thượng Hải tối thứ Ba liên tiếp phát đi 4 tín hiệu cảnh báo, gồm cảnh báo gió lớn màu vàng, cảnh báo sấm chớp màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu vàng, cảnh báo mưa đá màu cam. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin, chiều thứ Tư, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy cũng xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh. Nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương. Vách nhà tại một công trường xây dựng bị gió lớn làm đổ, 2 người bị kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra. Vừa qua nhiều nơi như Bắc Kinh, Thiên Tân xuất hiện sấm sét, mưa đá, tại Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng. Điều kỳ lạ là mưa đá lần này không những to như quả trứng gà mà ngoại hình lại giống như virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán, do đó dư luận cũng có nhiều bàn tán. Có người nói nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như thế này cùng xuất hiện, lẽ nào ông trời đang tức giận ư? Hôm thứ Hai, Bắc Kinh, Thiên Tân và khu vực xung quanh tỉnh Hà Bắc xuất hiện gió lốc, mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá to như quả trứng gà rơi xuống nhà người dân, không ít xe cộ dừng ven đường bị mưa đá đập vỡ kính. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút chiều hôm thứ Hai, Đài khí tượng thành phố Bắc Kinh đưa ra cảnh báo màu vàng. Các khu dân cư như Môn Đầu Câu, Sương Bình, Diên Khánh đều xuất hiện mưa đá kèm theo là tiếng sấm lớn kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ. Sau 3 giờ chiều ngày thứ Hai, người dân địa phương liên tiếp chia sẻ những hình ảnh mưa đá chụp được lên trên Weibo. Từ hình ảnh có thể thấy, những hạt mưa đá này to như quả trứng gà, không ít hạt mưa đá có ngoại hình rất giống virus Trung Cộng. Cư dân mạng thốt lên, điều này quá kỳ lạ. Cũng có người cho rằng trên trời thành tượng, rơi xuống đất thành hình. Còn có cư dân mạng cho biết, trước đấy trong lúc dịch bệnh ở Hồ Bắc nghiêm trọng đã có mưa đá, lần này dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng lại có một trận mưa đá. Đây là muốn làm gì từ Tết đến nay, hoặc là tỉnh này, hoặc là tỉnh kia xuất hiện gió lốc, mưa đá muốn làm gì đây khiến người ta quá sợ. Sau đợt mưa đá này, kính trên nhiều ô tô cũng bị vỡ, biển hiệu của nhiều cửa hàng trên phố cũng bị đổ, cửa sổ kính cũng bị hư hại, cây nông nghiệp cũng bị thiệt hại nặng. Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng. Chiều thứ hai, thành phố Sicily Hot thuộc Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng lớn, lốc xoáy cuốn tất cả bụi đồ đạc tại nơi mà nó đi qua. Buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ công bố tín hiệu cảnh báo gió lớn màu xanh lam, tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng, đồng thời nói rằng một số khu vực cấp gió trung bình có thể đạt đến cấp 6 hoặc cấp 7 trở lên. Số người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo lên đến 3,539 triệu người. Nhiều người chia sẻ, quá đáng sợ, cảnh tượng đáng sợ, vòi rồng, mưa đá, lũ, hết cái này đến cái khác. Ông trời thực sự tức giận rồi. Xem ra giống như ông trời đang nổi giận. Năm 2023 không bình thường, mong mọi người bình an. Thiên Tân cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy hàng rào bao quanh một sân vận động của một trường đại học ở Thiên Tân cũng bị gió quật đổ, cây cũng bị bật gốc. Đài khí tượng Thiên Tân hôm thứ Năm cũng phát tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam và tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu xanh lam. Khu vực Cam Túc cũng bị mưa đá tấn công, mưa đá to như quả trứng gà, gây thiệt hại cho cây trồng, nhà cửa. Hệ thống thiết bị công cộng cũng bị tổn hại. Hôm thứ Năm, tỉnh Sơn Đông cũng xuất hiện mưa đá. Đài khí tượng Sơn Đông hôm thứ Sáu tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo sấm sét màu vàng. Trong ngày thứ Năm, khu vực Lỗ Tây Bắc, Lỗ Trung, Bán Đảo có mưa rông hoặc có mưa rào. Một số khu vực kèm theo sấm sét, gió giật cấp 8, 9, có mưa lớn hoặc mưa đá cục bộ trong thời gian ngắn. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội liên tục đăng tải những video về sự cố lũ ở ga tàu điện Trịnh Châu. Trong đó có video quay cảnh một chiếc xe buýt phủ vải đen hoặc kéo ra từ ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Còn một tài khoản Weibo tên là Popbelly đã đăng tải một bài viết với nội dung những người bạn làm bảo hiểm của XXX tại Trịnh Châu nói có tất cả 91 toa tàu bị ngập, giờ bọn họ phải bồi thường 4 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng cũng đã biết có bao nhiêu toa bị ngập rồi. Còn cuộc ghi âm điện thoại giữa một cậu thanh niên là em trai của một dư luận viên đội quân Nam Su của Trung Quốc và một người Đài Loan. Cậu em trai của dư luận viên này vừa xin lỗi người Đài Loan, vừa kể một sự thật đáng sợ. Công việc của anh trai cậu là làm dư luận viên chuyên đi xáo trộn lòng người Đài Loan. Anh ta đã quấy rối người Đài Loan này vào tháng trước. Theo tiết lộ của anh trai của anh đã thiệt mạng trong một trận lũ lụt này, thi thể được tìm thấy trong toa điện ngầm đoạn Bắc Kinh - Quảng Châu hôm thứ Sáu. Anh còn nhìn thấy nhiều xác chết được phủ khăn đen trong nhà tang lễ có diện tích khoảng 330 ha. Hàng chục nghìn người dân đến hiện trường để nhận xác. Anh cũng nói với người Đài Loan không nên tin vào những thông tin mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố. Những thứ đó đều không phải sự thật. Anh nói, trong trận lũ lụt này, người dân Trịnh Châu chúng tôi đã hoàn toàn nhìn thấu cái đất nước đầy rẫy lửa lọc này. Trong mắt những lãnh đạo, tính mạng của người dân chắc chắn còn chẳng bằng một cục đồng. Trung Quốc chính thức công bố, trong sự cố tích nước trên tuyến tàu điện ngầm số 5 có hơn 10 hành khách thiệt mạng và 500 hành khách phải sơ tán. Tuy nhiên, những video, bài viết và các bản ghi âm cuộc gọi là một lần nữa chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lan truyền tin tức giả. Bất cứ ai có ý thức và lương tâm sẽ đặt ra những câu hỏi rằng đằng sau tấm màn đen phủ ngoài toa tàu điện ngầm đang che giấu điều gì? Có bao nhiêu xác chết? Có bao nhiêu khoang tàu trong 91 toa tàu đó? Có bao nhiêu hành khách, có bao nhiêu người được giải cứu? Thực sự chỉ có hơn 10 người thiệt mạng trong sự cố tàu điện ngầm thôi sao? Có bao nhiêu xác chết trong nhà tang lễ? Bao nhiêu người trong số họ đã bị lũ lụt nuốt chửng trong tàu điện ngầm? Trên thực tế, giống như đường hầm Kinh Quảng, nơi có số người tử vong nghiêm trọng có thể dễ dàng biết được con số chính xác thông qua hệ thống giám sát. Ga tàu điện ngầm Trịnh Châu cũng có nhiều thiết bị giám sát và dữ liệu lớn như thế nên không khó để ước tính số người tử vong. Một bài báo có tiêu đề Tàu điện ngầm Trịnh Châu được xây dựng trên nền dữ liệu lớn xuất bản. Bài báo tiết lộ rằng kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 chính thức khai trương, hiện tại đã khai thông 7 tuyến đường. Vào năm 2020, ga tàu Trịnh Châu đã phát hành tổng cộng hơn 10 hệ thống thông tin hóa trong mô đun, bao gồm hệ thống tín hiệu, hệ thống giám sát, hệ thống liên lạc, mở rộng lưu trữ để nắm bắt chính xác tình hình luồng hành khách. Mỗi tuyến đường của ga Trịnh Châu đã đưa ra một hệ thống bán vé, cấp cao nhất của hệ thống được thiết kế với bộ não để thanh toán bù trừ. Hành khách có thể được coi là một giao dịch hoàn chỉnh từ khi vào ga đến khi rời khỏi ga. Dưới nền tảng dữ liệu lớn, kết quả có thể được tổng hợp nhanh chóng. Thời gian hoàn thành báo cáo đã được rút ngắn từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Ngoài ra, hệ thống phân tích và dự đoán luồng hành khách thông minh có thể nhìn thấy chính xác hướng luồng khách chính của nhà ga thông qua dữ liệu hệ thống, bao gồm cả điểm đến của luồng khách. Do đó, ngay cả khi giao dịch không hoàn tất, việc sử dụng dữ liệu lớn để tính toán số lượng người tại những điểm dừng khi mưa bão cũng không phải là chuyện khó. Và ngay cả khi không có dữ liệu lớn, thì việc tìm kiếm và cứu hộ thủ công cũng có thể biết được thực sự có bao nhiêu nạn nhân gặp nạn. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, tổng lưu lượng hành khách của tàu điện ngầm Trịnh Châu là 1,2021 triệu lượt, trong đó tuyến số 5 có lưu lượng hành khách lớn nhất đạt 374.200 lượt. Nhưng các tuyến khác cũng gặp nguy hiểm, chẳng hạn một số đoạn của tuyến số 2 cũng bị ngập. Ở góc độ lưu lượng hành khách và khoảng thời gian giữa hai đoàn tàu, có ít nhất 20 đến 30 đoàn tàu trên tuyến số 5 đã đi vào hoạt động. Chẳng lẽ chỉ có một đoàn tàu bị nước tràn vào khiến hành khách chết ngạt? Chẳng lẽ chỉ có hơn 500 hành khách đi tàu tại giờ cao điểm buổi tối? Thực ra là có hàng trăm, hàng nghìn hay hàng chục nghìn người tử vong. Rõ ràng, để duy trì một chính quyền đang lung lay, Trung Quốc không muốn cũng không dám công bố số người tử vong và dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để che đậy sự thật. Nhưng dù sao thì giấy cũng không thể bọc được lửa. Một ngày nào đó sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về những cái chết vô tội này? Chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trung ương cho đến địa phương, thậm chí cả những người điều hành ga tàu đều phải chịu trách nhiệm. Điều này không có gì phải bàn cãi. Bài báo tàu điện ngầm dừng ở vị trí đáng lo ngại trên Sina.com cho biết, từ quan điểm của các chuyên gia trong ngành liên quan, xác suất sai sót trong chất lượng của kỹ thuật tàu điện ngầm là tương đối nhỏ. Ngoài lý do thiên tai, nguyên nhân thứ yếu gây ra thương vong có thể là những thiếu sót trong quản lý khẩn cấp. Cụ thể, nếu cảnh báo trước 10 phút, tàu có thể dừng lại ở sân ga thay vì trong hầm. Mặc dù không có tiêu chuẩn thống nhất cho thời gian cảnh báo sớm, nhưng lũ lên cũng cần một quá trình. Nếu các trạm giám sát điều kiện nước trong thời gian thực và báo cáo trung thực, trung tâm điều tiết sẽ thu thập và phân tích thông tin kịp thời và đưa ra cảnh báo trước 10 phút. Đây không phải là yêu cầu quá cao. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người được phỏng vấn, cảnh báo sớm trước 10 phút là một biện pháp tự vệ cuối cùng để cứu mạng người. Đã mưa to trong 3 ngày và tàu điện ngầm không nên chạy từ lâu. Đây là điều còn căn bản hơn. Tuy nhiên, thực tế là không có biện pháp cảnh báo thực tế trong 3 ngày mưa lớn, không có cảnh báo xả lũ và chỉ che đậy sau khi quá nhiều người tử vong. Các lãnh đạo cao nhất của Ban chấp hành Trung ương luôn hô hào Giang Sơn là của dân, vì nhân dân phục vụ, lại không hề lo lắng mà lãnh cảm thờ ơ. Một chính phủ như vậy, với những người lãnh đạo như vậy, rõ ràng không quan tâm đến việc mất lòng dân. Nếu đã không quan tâm đến việc mất lòng dân, điều chờ đợi họ chính là ngày hoàn toàn bị nhân dân vứt bỏ. Vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.